kẻ bắt nạt này đang cười khinh bỉ, dương mắt nhìn cô gái yếu đuối tên Soeun trước mặt. Kẻ bắt nạt và những học sinh quanh đó hùa theo cô ta, khiêu khích Soeun như thường lệ. Ai ngờ ánh mắt của cô gái này bỗng thay đổi, cô đứng dậy rồi tát văng kẻ bạo lực học đường. Những học sinh xung quanh hoảng sợ, Soeun đã biến thành người khác rồi ư? Thực ra bọn họ không biết rằng người trước mặt không phải Soeun yếu đuối lúc trước, đây là chị gái song sinh Jung-eun của cô. Hai ngày trước Soeun xảy ra chuyện, lúc đó cô bé bị truy đuổi trong rừng, điên cuồng chạy trốn, sau đó không cẩn thận bị ngã, khiến đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu của những trò bắt nạt. Sau khi vào viện, giáo viên giả vờ đến thăm Soeun, thực ra mà muốn đuổi cảnh sát đi để anh ta không điều tra. Mẹ của những kẻ bắt nạt cũng đến thăm cô bé, nhưng thực ra là đến xem vết thương của cô bé có nặng không, có ảnh hưởng đến kết quả học tập của con gái mình không. Còn phía hiệu trưởng, thậm chí còn vì danh tiếng của trường không bị ảnh hưởng, đã định cho Soeun nghỉ học. Càng quá quát hơn là kẻ bắt nạt khoa trương tới bệnh viện, muốn phá vỡ hàng rào tâm lý của Soeun. Bố mày nói với chủ nhiệm lớp, không cần phải quá để ý. Tại sao mày không chết luôn cho xong, đến người thân cũng bỏ mặc bản thân không chăm sóc. Cuối cùng Soeun cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa, muốn kết liễu bản thân. Lúc này, một người phụ nữ mặc vest bước vào phòng. Cô ấy là chuyên gia đàm phán, lúc còn nhỏ cũng từng bị bạo lực học đường. Cô ấy muốn giúp đỡ Soeun vượt qua những chuyện này, nhưng Soeun lại thu mình, bịt chặt hai tai. Cô không muốn nghe cũng không muốn nói bất cứ điều gì. Chuyên gia đàm phán chỉ đành rời đi trước. Mà trong đêm đó Soeun đã gặp ác mộng, vẫn là khu rừng đó, vẫn là cô đang liều mạng chạy trốn. Nhưng lần này cô lại nhìn thấy thi thể của mình. Soeun giật mình tỉnh dậy, bóng đen của những kẻ bắt nạt không thể biến mất. Cô nghĩ đến chuyên gia đàm phán kia, chính là người duy nhất có thể dựa vào. Hai người gặp nhau, chuyên gia đàm phán giải thích, thì ra Soeun còn có một người chị gái song sinh. Lúc họ 4 tuổi, vì bố mẹ ly hôn nên Jung-eun và Soeun đã bị tách nhau ra. Kế sách của chuyên gia đàm phán là cô nhanh chóng tìm được Jung-eun. Hai cô gái này khuôn mặt giống nhau y đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Jung-eun cực kỳ thô bạo, ánh mắt ngập tràn sát ý, ăn mặc như cô em gái nhỏ, nhưng lão luyện ăn cắp đồ trong siêu thị. Chuyên gia đàm phán nhờ Jung-eun gặp em gái một lần, nhưng Jung-eun liền quay đầu rời đi. Muốn đi ư? Nếu như đi tôi sẽ báo việc cháu ăn trộm đồ. Jung-eun chỉ đành cười nhạt. Cuối cùng, Jung-eun cũng đến gặp Soeun. Chuyên gia đàm phán muốn nhờ Jung-eun đi học thay Soeun để giải quyết những kẻ bắt nạt. Nếu như vậy, Soeun sau này sẽ không bị ức hiếp nữa. Nhưng Jung-eun lại từ chối. Cô ghét nhất là những quy tắc của trường học. Sau đó lập tức rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, Jung-eun phát hiện mình cầm nhầm điện thoại. Mà trong chiếc điện thoại này, cô nhìn thấy video quay cảnh Soeun bị bắt nạt. Tiếng cười của kẻ bắt nạt trong video khiến Jung-eun cảm thấy ghê tởm. Cô lập tức xông đến trước mặt em gái. Nhìn bộ dạng yếu đuối của em đi, sao lại là em chị cơ chứ? Vậy là Jung-eun mặc đồng phục, đeo cặp sách, đến trường học. Jung-eun bước đi đầy hiên ngang trong trường, mặt hiện lên sự khinh bỉ. Kẻ bắt nạt nhanh chóng tìm cô gây sự. Cô ta vẫn cho rằng cô gái này vẫn là kẻ dễ bắt nạt như lúc trước. Nhưng Jung-eun lại tát cô ta ngã ra đất, còn dẫm lên người cô ta, rồi quay lại video. May mà chủ nhiệm lớp kịp thời xuất hiện, mới giữ được tính mạng cho cô ta. Jung-eun cũng bị đưa tới văn phòng. Chủ nhiệm lớp đang định giáo huấn cô, Jung-eun đã cầm một chiếc bút lên, chậm chậm tiến đến gần chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp bị dọa trợn trừng mắt, sau đó lùi lại vài bước. Học sinh này lại dám đe dọa cả giáo viên. Những lời em đe dọa cô bây giờ, cô không được phép nói cho ai. Nói xong, còn nở một nụ cười giễu cợt, rồi quay người rời đi. Trở về nhà, Jung-eun hung dữ cầm điện thoại của em gái. Thì ra bên cạnh Soeun yếu đuối là người chị em sinh đôi hung dữ. Bởi vì cô chị không chịu được cảnh em gái bị bắt nạt, nên đã thay cô em đi học. Vài ngày sau đó, Jung-eun luôn đến trường bằng thân phận của em gái. Những kẻ bắt nạt nhìn thấy cô cũng không dám lại gần, chỉ có thể nhìn cô tùy ý chế giễu bản thân mình. Nhưng kẻ bắt nạt dường như cũng nhận ra người này không phải là Soeun yếu đuối lúc trước. Lúc này, chuyên gia đàm phán đến giúp Soeun nói với cô, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là giải pháp, chỉ có dũng cảm đứng lên đối diện với những kẻ bắt nạt mới có thể giải quyết được vấn đề. Hôm đó, nhân lúc Jung-eun chưa ngủ dậy, Soeun đã mặc bộ đồng phục lâu lắm chưa mặc, rồi đi đến trường, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hiệu trưởng. Mẹ của kẻ bắt nạt ngồi trước mặt hiệu trưởng, bà ta có quyền có thế, sợ hãi chuyện Soeun sẽ trả thù con gái mình, nên muốn hiệu trưởng nhanh chóng giải quyết thủ tục đuổi học. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cúi đầu chào, rồi liên tục nói, lập tức làm, lập tức làm. Đối diện với thế lực xấu xa này, Soeun cảm thấy rất oan ức. Cô vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ lại bị kẻ bắt nạt nhìn thấy. Kẻ bắt nạt nhận ra Soeun đang khóc lóc này, nhất định là kẻ mình có thể bắt nạt. Sau đó, Soeun mang cơ thể toàn vết thương trở về nhà, chưa đi được hai bước liền ngã ra đất. Sau khi Jung-eun nhìn thấy, cô biết rõ chuyện này lại do kẻ bắt nạt làm. Jung-eun sẽ không tha cho cô ta, cô nhất định sẽ báo thù cho em gái. Cô gửi đi em gái bị bạo lực học đường cho kẻ bắt nạt, sau đó nói với cô ta, nếu không muốn tao gửi video này cho bố mẹ mày và cảnh sát, thì bây giờ hãy đến gặp tao ở trong rừng.
Kẻ bắt nạt chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Cô ta đến khu rừng, ngó đông ngó tây. Dung Ân nhân cơ hội đó tiến lại gần từ phía sau, một gậy đánh vào đầu cô ta. Lúc kẻ bắt nạt tỉnh lại, tay chân đã bị trói chặt rồi, miệng cũng bị băng dính dán chặt. Dung Ân lấy ra một chai axit sulfuric dạng đặc, nở nụ cười ác độc, sau đó đổ từng giọt axit xuống đất. Lúc này khói xanh bốc lên, Dung Ân dần mất kiểm soát. Cô thưởng thức bộ dạng hoảng sợ của kẻ bắt nạt, sau đó lại để cô ta chạy trốn. Cứ chạy đi, tao sẽ tha cho mày. Kẻ bắt nạt liều mạng bỏ chạy, trong lúc hoảng loạn đã ngã ra đất. Dung Ân cũng đuổi tới nơi, kẻ bắt nạt đau khổ cầu xin Dung Ân tha cho cô ta. Không ngờ lúc này So Ân xuất hiện, cô muốn cởi trói cho kẻ bắt nạt, như bị Dung Ân kéo ra. Dung Ân rất giận, bị bắt nạt tức mức này, em vẫn muốn tha cho nó ư? Nhưng chuyên gia đàm phán cũng chạy đến, cô đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Cô gái vị thành niên này ngồi ở đồn cảnh sát cũng không có cách nào bắt cô. Dù cho đêm qua cô đã trói người ở trong rừng, đổ axit sulfuric đe dọa, còn khiến nạn nhân bị hoảng sợ ngã ra đất, nhưng không thể tống Dung Ân vào tù. Cảnh sát hỏi Dung Ân đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô một câu cũng không nói. Chuyên gia đàm phán đến, cô đến làm luật sư biện hộ cho Dung Ân. Cô nói với cảnh sát, thực ra người bị hại mới thực sự là người cần phải bắt. Người bị hại là kẻ bạo lực học đường, cũng ở trong khu rừng này, đã bắt nạt cô em gái song sinh của Dung Ân. Thực tế còn nghiêm trọng hơn, còn khiến So Eun bị thương nặng. Nhưng kẻ bắt nạt cũng là kẻ vị thành niên, mẹ của cô ta có quyền có thế. So Eun lúc đó chỉ đành chọn cách hòa giải. Cảnh sát chết lặng, họ quyết định thả Dung Eun ngay lập tức. Dung Eun đang đi ra khỏi đồn cảnh sát thì mẹ của kẻ bắt nạt đến. Bà ta xông vào túm lấy cổ áo Dung Eun, muốn đòi công đạo cho con gái. Cảnh sát vội đến kéo bà ta ra. Không ngờ lúc này Dung Eun cuối cùng cũng mở miệng, tôi chỉ là trả lại những gì con bà làm thôi. Cô ta hoàn toàn là kẻ khốn nạn. Khoa trương vậy, để làm rõ những chuyện đã xảy ra trong rừng, cảnh sát quyết định tìm So Eun để hỏi rõ. Anh ta dẫn một nhóm cảnh sát tiến vào nhà Dung Eun, nhưng phòng khách, phòng ngủ đều không một bóng người. So Eun đi đâu rồi? Lúc này cảnh sát nhận được một tin tức quan trọng, kẻ bắt nạt sau khi tỉnh lại đã mất trí. Cô ta không ngừng lặp lại, là một người, không phải một người. Đợi đã, chuyện xảy ra trong rừng đêm đó là một người, nhưng lại không phải một người. Vậy là có ý gì? Lúc này cảnh sát lập tức hiểu ra, So Eun bị bắt nạt, Dung Eun bắt nạt người khác, thực ra đều là một người. Đêm đó, người trói kẻ bắt nạt rồi đổ axit sulfuric đe dọa, và người muốn cởi trói, tha cho kẻ bắt nạt, đều là So Eun. Thậm chí, cuối cùng chuyên gia đàm phán, sau khi đuổi đến quyết định báo cảnh sát, cũng là So Eun. Lần đầu gặp mặt nhỉ, tôi là chuyên gia đàm phán của So Eun. Tất cả mọi chuyện, toàn bộ phải bắt đầu từ vài ngày trước. Sau khi So Eun bị bắt nạt, khoảnh khắc muốn tự tử, để tự bảo vệ bản thân, nội tâm So Eun đã xuất hiện ba nhân cách. So Eun là nhân cách yếu đuối, Dung Eun là nhân cách bạo lực, còn chuyên gia đàm phán là hóa thân của đạo đức và lý tính. Không lâu sau, cuối cùng cảnh sát cũng gặp So Eun trên đường. So Eun đã làm xong thủ tục thôi học, chuẩn bị ra nước ngoài du học. Cô vẫn tưởng tượng ra nhân cách chuyên gia đàm phán, sau đó lên xe, hướng ra sân bay. So Eun rất cảm ơn chuyên gia đàm phán. So Eun nói bản thân cuối cùng cũng có ước mơ, đó là trở thành một người vừa xuất sắc vừa lương thiện như chuyên gia đàm phán. Chuyên gia đàm phán tỏ ra nhẹ nhõm. Cứ như vậy, So Eun mang theo giấc mơ, bắt đầu sống cuộc sống mới. Nếu như bộ phim dừng ở đoạn này thì tốt biết bao, nhưng kết phim lại như thế này. Phát hiện ra đã quá muộn rồi. Nạn nhân được xác nhận đã chết, đang được chuyển đi, hy vọng có thể xác định được thân phận. Tên là... Không sai, thực ra đêm So Eun ở trong rừng, bị kẻ bắt nạt ức hiếp sau đó ngã ra đất, cô đã chết rồi. Đôi giày được đặt cạnh giường bệnh, lúc nằm mơ thấy thi thể của mình, để ám chỉ cái chết của So Eun. Sau đó So Eun sinh ra nhân cách người chị Dung Eun. Việc bóp cổ kẻ bắt nạt, trói chân tay, đổ axit và để kẻ bắt nạt sợ hãi chạy trốn trong rừng, thực ra đều là những chuyện So Eun lúc còn sống phải trải qua. Vì vậy toàn bộ câu chuyện thực ra là một mình So Eun, sau khi bị bắt nạt đến chết, cuối cùng chỉ là một chút suy nghĩ chủ quan thôi. Bộ phim này có tên là Mọi Người Đều Ở Đó. Bộ phim này cũng tiết lộ mọi chuyện đều xảy ra trong khu rừng, tất cả cũng sớm kết thúc trong khu rừng.